đề nghị tước danh hiệu quân nhân 14 người do vi phạm nghiêm trọng. Thiếu thuốc, thiết bị y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế cần hành động ngay chứ đừng mãi nói về nguyên nhân. Giám đốc Sacombank bị cách chức vì để tiền của khách hàng bốc hơi. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh đưa F88 vào diện theo dõi. Thiếu thuốc, thiết bị y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế cần hành động ngay chứ đừng mãi nói về nguyên nhân. Thưa quý vị và các bạn, lời than vãn của bà Bộ trưởng Bộ Y tế không phải là sự chờ đợi của gần 100 triệu dân. Cái mà người dân đang cần đó là làm sao cho sức khỏe của họ không bị thiếu thốn thuốc thang, trang thiết bị y tế gây ảnh hưởng xấu. Hàng trăm thính giả đã gửi phản hồi bày tỏ quan điểm như trên trước việc Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói thiếu thuốc, thiết bị y tế có nguyên nhân sợ sai trong đấu thầu. Tại sao lại sợ sai? Theo thính giả Lão Gàn, sau khi đọc rất nhiều bài báo về vấn đề này, điều không được nhắc tới trong bài báo mà bà Lan phát biểu là những quy định rất khắt khe của ngành đã trói buộc tất cả. Còn những người chưa liên quan, nhìn những người đã bị bắt thì không sợ mới lạ. Còn thính giả AT lại cho rằng, luật quy định rõ ràng, câu cú ngữ pháp viết cho đúng ngữ nghĩa, không tạo mơ hồ bị hiểu sai khi đọc, thì không thể nào sợ làm sai cả. Có thể không ít cán bộ chỉ là sợ không ăn được mà thôi. Ai không làm được thì tự xấu hổ và xin nghỉ hưu sớm, để đầy người có thể làm tốt vào thay vị trí đó. Phân tích sâu hơn, thính giả Hằng Minh viết, tình trạng này do hai nguyên nhân. Thứ nhất là bộ phận soạn thảo. Luật đấu thầu chưa soạn được một quy định hoàn chỉnh nên người thực hiện rất khó thực hiện hoặc thực hiện rất dễ sai phạm. Hoặc nguyên nhân thứ hai là bộ phận thực hiện không đủ năng lực, sợ trách nhiệm, không có trách nhiệm trong công việc thôi. Chuyện đấu thầu thuốc hay mua sắm trang thiết bị y tế ở các cơ sở y tế có lẽ không phải sợ sai mà là sợ bị phát hiện thôi. Ngay như chuyện các trình dược viên móc nối với người của bệnh viện để bệnh viện tiêu thụ thuốc do họ cung cấp đã xảy ra từ lâu, báo chí đã đề cập nhiều. Vậy nên chuyện đấu thầu thuốc hay mua sắm vật tư trang thiết bị y tế đã có những khuất tất từ trước, chứ không phải mới có gần đây. Thính giả Trang có ý kiến thêm. Cùng chung quan điểm, thính giả Hải Lê bày tỏ, nguyên nhân này không mới, các quy định về đấu thầu đôi khi làm khó người thực hiện, thậm chí còn cài cắm, gây khó hiểu. Cần mạnh dạn hướng đến đấu thầu công khai, minh bạch và hiệu quả như tinh thần của luật đấu thầu đã đưa ra những quy định. Tại sao lại sợ sai? Luật không rõ ràng, chồng chéo hay trình độ năng lực của các vị được giao trách nhiệm còn hạn chế, dẫn đến trì trệ mọi sự hoạt động của ngành y tế. Thính giả Thanh Thủy tiếp tục đặt vấn đề. Còn theo thính giả Huy Phan, tại sao trước đây không sợ sai mà nay lại sợ sai? Như vậy lý do sợ sai là chưa thuyết phục. Có hai trang lý do phổ biến cũng thường thấy, đó là không muốn làm vì không có ăn, còn người thường hành động vì động cơ của cá nhân mình. Trách nhiệm của người đứng đầu. Nói về trách nhiệm để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị kéo dài bấy lâu nay, thính giả Nguyễn Phước cho rằng dù là lý do gì thì người đứng đầu ngành y tế cũng phải chịu trách nhiệm. Cứ đổ tại này tại kia, chỉ có ngành và lớn nhất là dân phải chịu hậu quả. Phải có địa chỉ cụ thể, cá nhân cụ thể chịu trách nhiệm chứ, chẳng lẽ cứ lý do này nọ mãi sao? Việc khúc mắc trong đấu thầu ít nhất đã được Quốc hội tháo gỡ rồi, sao Bộ trưởng còn đưa ra lý giải là không hợp lý? Còn cán bộ sợ sai như vậy là trình độ chuyên môn yếu, trước đây đã làm sai rồi, sao bây giờ sợ? Chỉ trường hợp làm sai mới sợ thôi, còn làm đúng thì có gì mà sợ? Theo tôi nên nhìn đúng vào sự thật, nếu sợ không làm thì nên thay người khác có tâm và có tâm để dân đỡ khổ, ngóng cổ trông chờ thuốc hoài khi đi khám chữa bệnh. Thính giả Đoàn bày tỏ, cùng đề cập đến trách nhiệm, thính giả Bùi Đức Thắng viết, lãnh đạo Bộ Y tế quản lý điều hành kiểu gì mà để thiếu thuốc, thiếu vật tư trang thiết bị là sai hoàn toàn. Đừng đổ lỗi cho bất cứ cái gì khác, lãnh đạo bộ không thể biện minh gì được, dù cấp này không sai cũng phải có cấp kia sai, hay nhất là hay đổ lỗi cho cơ chế hay cơ gì cũng là do con người đẻ ra. Bệnh viện mà thiếu thốn đủ thứ thì còn gì là bệnh viện? Thử hỏi xem căn bệnh của con người có chờ khi có thuốc rồi người ta mới bệnh hay sao? Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định đúng về bề nổi, về nguyên cớ chứ không phải là bản chất của vấn đề. Sâu xa là từ trước đây việc đấu thầu mua sắm thuốc vật tư thiết bị y tế đã quen thói dàn trận, quân xanh quân đỏ gửi giá chích choác ăn chia phần trăm quen rồi. Bây giờ khó hơn, thậm chí không ăn được nên làm biếng làm gieo. Tôi nói như vậy có đúng không? Thính giả Phạm Thiết Hùng nói thẳng. Lý giải thêm về nguyên nhân, thính giả Bùi Xuân Khải bày tỏ, nói chung là yếu kém, buông lỏng quản lý từ bộ trưởng cho tới cơ sở. Tại sao trước đây cũng quy định cũ vẫn bình thường, còn bây giờ mới nói quy định cũ là không khó thực hiện? Vậy trước đây các cán bộ thực hiện được là bố láo hết à? Ai là người phê duyệt các quy định đấu thầu? Không tỉnh táo, chúng ta đang bị nhóm lợi ích ép lại nhà nước để trục lợi chăng? Đề nghị tước danh hiệu quân nhân 14 người do vi phạm nghiêm trọng.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật với 16 quân nhân, trong đó có 14 người bị xác định phải tước danh hiệu quân nhân do có vi phạm nghiêm trọng. Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức kỳ họp thứ 13 dưới sự chủ trì của Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra nghe báo cáo của Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương về việc sửa đổi bổ sung quy định số 932 ngày 3 tháng 9 năm 2018 của Quân ủy Trung ương, quy định thẩm quyền thi hành kỷ luật về Đảng, kỷ luật quân đội của các cấp ủy, tổ chức đảng trong quân đội. Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với 16 quân nhân vi phạm pháp luật. Đây là những trường hợp vi phạm nghiêm trọng làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của quân đội. Cơ quan kiểm tra tiến hành bỏ phiếu và thống nhất đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thi hành kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu quân nhân với 14 trường hợp, khai trừ đảng và giáng cấp bậc quân hàm đối với 2 trường hợp. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh đưa F88 vào diện theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh quyết định đưa vụ án liên quan đến công ty cổ phần kinh doanh F88 vào diện theo dõi chỉ đạo. Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp định kỳ của Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Ban chỉ đạo, diễn ra ngày 16 tháng 3 do Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Văn Nên chủ trì. Tại cuộc họp, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh thống nhất đưa vụ án liên quan đến công ty cổ phần kinh doanh F88 vào diện theo dõi chỉ đạo. Ngoài ra, vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm được Thường trực Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xuyên suốt từ đầu, từ lúc phát hiện đến nay cũng chính thức được đưa vào diện theo dõi chỉ đạo. Cuộc họp định kỳ của Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh đã đánh giá các kết quả đạt được trong tháng 1 và tháng 2 năm 2023 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực, việc thực hiện kết luận chỉ đạo tại các phiên họp. Sau khi nghe báo cáo do Ban Nội chính Thành ủy trình bày và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã kết luận chỉ đạo một số nội dung quan trọng. Ông giao các thành viên Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực, tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực Trung ương Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ 23. Cùng với đó là bám sát, theo dõi đôn đốc tiến độ giải quyết cụ thể từng vụ việc, vụ án, triển khai xây dựng đề án một số giải pháp bài học kinh nghiệm để phòng ngừa hành vi vi phạm, tham nhũng tiêu cực lãng phí trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước. Về vụ F88 ngày 6 tháng 3, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh khám xét kiểm tra trụ sở F88 trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một loạt chi nhánh khác của F88 tại thành phố Hồ Chí Minh cũng bị lực lượng chức năng kiểm tra trong ngày. F88 được thành lập năm 2013 và nhanh chóng gây chú ý trên thị trường, nhất là vài năm trở lại đây, khi hướng tới nhóm đối tượng dưới chuẩn, tức là không được các ngân hàng cho vay. Các loại hình dịch vụ chính của F88 hiện nay là cho vay cầm cố, gồm vay đăng ký xe máy và ô tô, vay online được hỗ trợ thông qua ứng dụng trực tuyến. Ông Phùng Anh Tuấn là người đồng sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành F88. Trên website F88 tự giới thiệu doanh nghiệp có lợi thế nguồn vốn lớn từ sự đầu tư của các quỹ đầu tư tài chính uy tín trên thế giới như Mekong Capital và Granite Works. Chỉ vài hôm trước khi trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh bị khám xét, F88 đã gọi vốn thành công 50 triệu đô la từ hai quỹ đầu tư chính là quỹ Việt Nam Oman và quỹ Mekong Enterprise Fund 4 trong vòng gọi vốn Series C. Một giám đốc Sacombank bị cách chức vì để tiền của khách hàng bốc hơi. Thưa quý vị và các bạn, giám đốc ngân hàng Sacombank Khánh Hòa bị cách chức vì có liên quan đến vụ hàng chục tỷ đồng tiền gửi của khách hàng không cánh mà bay. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank tỉnh Khánh Hòa cho biết hội sở đã thi hành quyết định cách chức đối với ông Phạm Tấn Minh, giám đốc chi nhánh Sacombank Khánh Hòa. Ông Phạm Tấn Minh đã có vi phạm liên quan đến việc 4 cán bộ phòng giao dịch chi nhánh Sacombank thành phố Cam Ranh bị khởi tố về tội tham mô tài sản. Sau khi bị cách chức, ông Phạm Tấn Minh được bố trí công việc chuyên viên trong hệ thống thuộc Sacombank tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, vào năm 2022, nhiều khách hàng gửi tiền tại chi nhánh Cam Ranh bị mất tiền không rõ lý do. Đơn cử như bà Hồ Thị Thùy Dương, sinh năm 1977, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, nhiều lần viết đơn tố cáo các cán bộ thuộc phòng giao dịch Cam Ranh, chi nhánh Khánh Hòa đã sử dụng nghiệp vụ rút tiền trái phép với số tiền 46,9 tỷ đồng trong tài khoản cá nhân của bà. Theo đó, vào tháng 5 năm 2022, bà Dương phát hiện ra tài khoản của bà bị thiếu hụt tiền nên đề nghị ngân hàng Sacombank trích lục sao kê từ ngày 1 tháng 5 năm 2022 để đối chiếu các giao dịch. Sau khi sao kê, bà Dương phát hiện có 12 giao dịch rút tiền và chuyển khoản mà những khoản giao dịch này bà không hề thực hiện bằng việc rút tiền trực tiếp.
tại quầy hay sử dụng hình thức chuyển khoản điện tử, Internet Banking, trong đó có 9 giao dịch rút tiền mặt nhưng thời gian thực hiện giao dịch là các khung giờ 6 đến 9 giờ tối. Đây là điều vô lý bởi khoảng thời gian này các ngân hàng đều đóng cửa. Tổng số tiền của 12 giao dịch trái phép tương ứng với số tiền lên tới 46,9 tỷ đồng. Điều lạ là các giao dịch này được thực hiện nhưng không có tin nhắn báo về điện thoại biến động của tài khoản. Sau khi bà Dương có đơn tố cáo và đòi tiền, đại diện pháp lý cho Sacombank cho rằng hồ sơ 12 giao dịch rút tiền từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2022 với tổng số tiền 46,9 tỷ đồng của khách hàng Hồ Thị Thùy Dương tại phòng giao dịch Cam Ranh có liên quan đến việc 4 cán bộ phòng giao dịch chi nhánh Sacombank, thành phố Cam Ranh bị khởi tố về tội tham mô tài sản nên hồ sơ đã được ngân hàng bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ.